Chào các bác nhá. Hôm nay em vô tình em xuống nhà ông anh chơi thì em thấy nhà bác ấy trồng mấy cây na thái các bạn. Thì em thấy ở đây có 3 cây. Một cây này. Kia 2 cây kìa. Đấy, và kia một cây nữa. Thì hôm trước bác ấy có đến nhà em thì bác ấy xin em một ít túi bọc để về để bọc cái trái. Mà em cũng không nghĩ là bác ấy về bác ấy không có bọc. Bác ấy để thế này đây các bác này. Các bác thấy trái này. À, thì em thấy nó lãng phí quá các bác. Tại vì các bác biết là cái cây na thái á, mà cây này thì em biết là bác ấy chắc không chăm gì rồi. Nó ra trái rất là đều này, các bác thấy trái to đẹp không? Nhưng mà bác ấy không hề phun xịt. Đấy, để lấm này, thứ nhất này, rồi hai nữa là dẹp sáp này, các bác thấy kinh không? Đấy, tầng tầng lớp lớp này. Đấy. Những cái trái, nhiều trái rất là to các bác, em thấy lãng phí quá. Đây, những trái này này. Đấy. Trái này thì chắc là nó cũng phải 5-6 lạng các bác. Nhưng mà để dẹp sáp này, nó tấn công kinh. Đấy, đen xì hết. Đây. Đấy, các bác thấy nó lãng phí không? Thì cây này em đếm cho là được 2, 4, 6, 8, 10, 12. Được 12, 13, 14 trái các bác. 14 trái na thái ở trên cái cây như thế này. Đây. Cây này thì em đoán cây này chắc năm thứ 3. Cái năm thứ 3 đây. Các bác thấy lãng phí không? Đấy. Nếu mà thật sự nếu mà bác ấy mà để ý thôi thì chỉ cần làm 3 cây na thái thì khi mà mình cắt tỉa thì mình phun xịt cho nó rồi khi mà cái trái nó to bằng cái quả trứng gà ấy, là chúng ta tiến hành chúng ta bọc lại thì nói thật sự là chỉ cần 3 cây na thái này chúng ta thoải mái ăn được các bác. Ăn trong gia đình rồi có thể là biếu người này người kia. Đấy. Thì nói thật các bác, trái na thái rất là to. Đây, những cái trái như này đều 5-6 lạng hết đấy chứ. Đấy. Mà bây giờ thì trên thị trường thì như hiện tại lúc này em cũng đang quay video đây thì giá na thái tính trung bình là 300g trở lên thì đang có giá tầm khoảng 37-40 ngàn. Đấy. Thì nếu mà trái mà cứ từ 5 lạng lên thì giá của nó tầm khoảng vào khoảng 45-50 ngàn một ký. Như vậy là cũng tương đối cao rồi các bác. Vậy là tương đối cao rồi. Nên là nếu mà chúng ta làm mà chúng ta không hề chăm ấy thì thật sự là rất khó để mà được ăn. Trái như thế này thì các bác nghĩ là chúng ta làm sao mà ăn được nữa. Tất nhiên thì nếu mà nhà bác ấy hái vào thì chắc là để nó cũng chín thôi. Nhưng mà thật sự là thật chất lượng ăn nó không ra gì. Cái thứ hai nữa là nó cũng thối lưỡng vào bên trong này, thứ nhất này. Đấy, thứ nhất là dày dẹp này các bác này. Đấy, dày dẹp dẹp sáp này, trắng này. Thứ hai nữa là sâu đục trái này. Đấy, đục trái đi rồi này. Đấy. Thứ ba là lấm thán thư này. Đấy, thán thư đây các bác này. Khô hết cả cái nó khô hết cả cái vỏ này. Đấy, nên là nếu mà để như thế này thì sau này chúng ta cái vụ sau ấy mà chúng ta làm trái trên cái cây này là rất khó các bạn. Tại vì chúng ta phải rửa cây cho nó sạch sẽ đi rồi chúng ta phun rồi đến khi nó ra chồi ra bông các thứ thì thật sự là nếu mà để như thế này sau này làm trái rất là khó khăn. Cây này nhà con được ít nào ăn chưa? Bé. Nhà con được ít trái cây nào ăn cái cây này chưa? Nhiều rồi á hả? Nhưng mà có ăn được không? Ừ. Ngọt lắm đúng không? Nó có một cái đặc tính là cái na mà bị dẹp sáp này là nó kiểu nó chậm lớn và nó gần như nó cũng phát triển mấy đâu nên là cái trái của nó hương vị ăn nó lại ngọt đúng không? Ngọt như một trái ăn được nửa quả không phải vứt đi không? Cây kia không bị sâu hả? Làm bây giờ là phải trái cây các thứ là chúng ta phải bọc cho đầy đủ các bạn. Thực tế nếu ví dụ trái na này, mấy trái xoài này, trái bưởi này. Đấy, mà chúng ta không bọc ấy thì rất khó để mà chúng ta được ăn các bạn. Rất khó để mà chúng ta được ăn nhé. Cái cây kia là không có trái à? Cái cây phía trên kia kìa. Ừ, gần bể nước kia là không có trái à? Ừ. Có cây bên dưới kia chắc là sai đúng không? Cây bên dưới quả to nhưng nó không bị cong dẹp đâu. Ừ. Cái này cắt nhiều trái rồi phải không anh? Ăn nhiều trái rồi á? Ừ. Bây
quay bây giờ, quay mấy trái rồi quay. Vừa rồi em bận em không xuống được. Sai, mỗi tội dẹp mà không phun là dẹp. Không phun, cái chắc là anh không phun nước sâu hả? Không. Để ăn thôi chị. Đấy, dẹp đi. Ôi rồi dẹp đen hết cả thế này. Cái phun gì đấy. Hôm bữa trước cây này được khoảng 30-40 quả không? Được. Ăn ở hết. Chứng tỏ là đất này trồng na cũng dễ đậu chứ nhỉ? Chứng tỏ đất này trồng na dễ đậu đấy. Cây chỗ kia kìa, thai mọc ấy, xong là chị không biết mọc như ấy này rụng hết luôn. Chị mọc mà cái cuống kia quả con ấy cứ bống à. À, thế là quấn vào cái cuống của nó vậy. Ừ. Anh bảo thôi khỏi mọc đi để đấy. Thế nó mới dẹp đen. Nó mới dẹp đen. Thế mà không phun đi cho nó vài cái quả to kìa. Cũng chảy mấy quả rồi cái đấy, còn ít quả cái này. Cái cây này bữa nào ăn xong qua Tết anh bấm nó đi. Nhưng mà phải xịt thuốc sâu. Xịt trị sâu trị nấm đi. Cái trái vàng vàng kia là hái được rồi đấy. Cái trái dưới với vàng vàng như thế này là hái rồi. Ngọt lắm à? Thế mà nhiều người bảo là na thái ăn không ngọt. Ngọt như đường luôn à. Chứng tỏ đất này hợp với na thái nhỉ. Xài thế không ấy. Ui dồi, thu hoạch rồi, túi giấy bỏ đây. Ui cái trái nó khô đây. Trái này không phun bị bệnh này. Cây này đời trước chắc xài lắm à. Ui trái đây. Trái này là hái về là chín là được rồi đấy, ăn được rồi đấy. Không, để đấy 20 ngày nữa phần chị à, phần chị 20 ngày nữa về à. Đấy, trái này chả đẹp à? Cây này nó đỡ dẹp. Trái này trước có bao không? Đỡ dẹp, cây này này không có dẹp mấy nhỉ? Đất này mà trồng nà nhất luôn. Ôi trời ơi, cái trái nó hỏng nó đầy luôn này. Bao nhiêu cái trái hỏng này. Phí hoài không. Ui dồi, các bác này đánh đống luôn này. Đây, cành của nó này. Không chịu phun nhưng mà để như này. Đấy. Là thái mà để thế này. Tự làm mãi chả ra trái nào mà đây đánh đống quả này mà bỏ đi này. Đấy. Toàn chạy. Bố còn cắt đi à? Toàn cháy đẹp sao cắt đi? Ui, bó tay luôn. À. Kinh nhà. Ở nhà có mấy cái cây na thôi mà ăn không hết. Giống na này giá trị lắm các bạn. Đây, bác này bác trồng có 3 cây thôi mà. Mà đúng là bảo ăn nhiều lắm rồi mà trái cực kỳ ngon. Nhưng mà làm nó phải bài bản. Vâng, thế các bác nhé, em hôm nay em xuống dưới này em thấy có mấy cây na này. Em xuống chơi nhưng mà em thấy có mấy cây na thái mà thấy nàm cũng để rời rạc quá thì em làm lại video. Để cũng quay lại cái cách mà người dân của mình trồng cây na thái để ăn ấy. Thường là người ta không chú ý mấy đâu. Đấy, trừ khi chúng ta làm kinh doanh thì chúng ta mới tập trung để chúng ta làm bài bản được. Như thế này thì thật sự là chỉ để ăn chơi thôi. Đấy, chứ không có đầu tư gì cả. Đấy, không đầu tư, không phun xịt, rồi không có bọc trái lại, rồi cắt tỉa thì cây nó cũng không đúng. Đấy, các bác này, đấy, cành thì cắt, cành không. Đấy. Rồi để bọ xít mũi nó tấn công, bọ xít mũi nó tấn công cái ngọn. Đấy, các bác này, cụt hết luôn này. Đấy, nó rất nhiều cái mầm bệnh trên vườn nó nguy hiểm lắm. Mà mấy cái trái này là, nếu mà trái này vàng như đây, mà không bọc ấy thì mà là chắc chắn là sẽ ruồi vàng sẽ tấn công vào đây. Để chín thì rất dễ bị giòi các bác nhé, dễ bị giòi lắm. Vâng, thế các bác nhé, em chúc các bác có thật nhiều sức khỏe, làm kinh tế thật thành công. Chào các bác.
Năm nay em đã trên dưới 40 tuổi, em chưa bao giờ em thấy các cái dòng túi bọc xịn sò như hiện nay. Đầu tiên là loại túi giấy tổng hợp từ Đài Loan, phù hợp cho lá thái, xoài, bưởi diện, cho chất lượng cực kỳ thơm ngon, mẫu mã siêu đẹp. Loại thứ hai là túi rút thế hệ mới organic chất liệu từ Đài Loan, mềm mượt cho chất lượng cực kỳ tuyệt hảo. Loại thứ ba là túi cước mịn, phù hợp cho bưởi da xanh, mít thái, phòng ngừa sâu bệnh, ruồi vàng cho chất lượng không thể chê vào đâu được. Các bác gọi số điện thoại trên màn hình hoặc để lại số điện thoại ở phần comment, em sẽ gọi lại nha.